Ê cả nhà, mời cả nhà ăn bữa cơm tối ở tại nhà Bùi Tôn đấy. Tôn cơm tối gia đình anh em này cái này hôm nay lại ngồi cái nhà trên này nó là bữa cơm tối, mời cả nhà ăn cơm cùng với lại ông bà với lại anh em bác cháu mình nha. Cứ như là như thường lệ là bữa cơm tối gia đình. Nào, mời cả nhà nhá. Gương mặt thân quen đấy. Thanh niên này, đấy, năm nay 80 tuổi giống như thanh niên này, tóc trắng uống rượu. Khiếp lắm. Không bao giờ có. Chiến thắng vào. Rượu thì rượu và bia thì bia, ai rượu thì rượu, ai bia thì bia nhé. Còn anh em bác cháu mình là cứ phải có tí nước nói này. Đấy, nước nói cay cay này. Ôi đi đâu đấy? Đấy. Xin mời. Đấy. Đấy. Đấy, nem cầm cả cái ăn hết cả nhà đấy, thấy chưa? Đặt như trong phim. Ăn như quân Nương Sơn thì đấy, nông thôn ông có nhận không? Ông con mình cứ phải như là Nương Sơn ăn uống nó phải thế mới hầm hố rồi. Đây là mình lại chia sẻ cả nhà nhá. Đây là thịt bò xào rau cần này, thịt bò này này thì phải mua ở chợ này, còn cái hành tây này là một này, mấy cái cần tây này của ông bà rồng. Đấy. Ở quê nhà đâu, đây còn đây là một canh miến. Đấy, còn đây là thịt gà, gà bắt ra Bùi Tôn ở dưới ao lên, nem rán. Đây này, nhìn cái đĩa thịt gà cả nhà biết này. Đấy. Đó là chấm với chấm chéo là chấm chéo nhà mình đây, mang đây. Bây giờ nó lên đây cái nọ chấm chéo của mình là hết, hơi tí lại phi xuống đấy, bác biển nó lấy thì nhục lắm cả nhà. Anh máy anh bảo rồi nhục lắm. Ờ, cứ giả vờ quên. Cái gì, nem à? À, tôi cây nhà nó vườn thì gà thì đẻ đầy bờ ao ấy cả nhà, gà vịt nó cứ đẻ đầy ổ ngoài bờ ao ấy, mang về. Ấy à, suốt ngày nhập đấy, đấy cả nhà. Mời cả nhà nhé, ui bè đầu gà má lợn xong lại chấm chấm xéo này nữa này. Wow. Đưa rất là mồm thì cay quá. Đây là phu nhân của ông này, của sếp đây, sếp tổng này. Đấy, hai ông bà được cái này đẹp não lắm, khỏe mạnh lắm. Ở nông thôn mà ăn toàn ăn rau sạch cả, chứ không cám cò. Gà đấy. Gà đấy, búp đấy. Đây là anh cả phố, rất đẹp dài. Đơn không biết nào. Có duyên rời số dạ, duyên phận dỗ xài đầy, không biết là sao mai mốt là chủ tịch tỉnh thì nó là nhục nhầy. Ông đi có nhận không, mai mốt là chủ tịch tỉnh thì nó là nhục lắm. Đấy, trong đấy trông cỡ mơ ấy thôi, đời người chẳng biết thế nào được. Sao là mai mốt được kể lại cái bọn này, con cháu bảo đến ngày xưa tao khổ đó, tao đi học còn đi bộ mới đi xe đạp mà xe máy điện nhờ nhau. Ấy ấy bộ tràng à, bộ tràng, ôi tràng gà này cả nhà, đưa cho tổng giám đốc ấy. Ấy tổng giám đốc làm việc đấy là xé chấm chấm chéo nè. Ấy ăn cái đấy cũng khổ, ăn cái đấy đặng lắm đấy. 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 Rồi ông không ăn trứng thì ông ăn cái đấy này. Đấy, trong ông hơi dài. Đấy, hơi dài đấy. Wow, mũi dễ sướng đấy. Bà thấy thế nào đấy không? Đấy, ông wow, nghe thấy sướng. Bây giờ con này nó thấy ông nội ra nó wow, nó cười. Ân. Ừ, này. Đấy, cả cái dạ con đấy. À quên, quả trứng non đó. Trứng non ăn xong kiểu nhả bã như rắn ấy. Ăn xong nhả bã như rắn. Cô này nói rắn về bổ xuân lại đi bẫy rắn, hôm nay lại phải đi bẫy rồi nhỉ. Ăn nó sướng. Nó khỏe bổ dưỡng. Đó xem nào. Trứng ấy, trứng non đấy cả nhà, đấy chưa? Cái vỏ nó non lớn ăn được mà. Bố già kia là không chơi được, bố chỉ làm nguyên cái ruột không thôi. Cả nhà này ăn mình nhất. Hai miếng cả nhà. Hai miếng. Oam. Sướng đời rắn được chưa? Qua các cố thanh niên dân sắc có thể ra cái gì dài nhất gà mái đẻ gà thiến nhất ướt thịt ngọt cả nhà nhá.
Ôi, cầm tay thì nó sóng gớm. Hôm nay còn lấy đũa ăn nữa, nó sai sai, nó không đúng kênh của bác. Kênh của bác là cứ phải, bởi vì là cứ phải bốc vác đi, thế thôi. Tôi biết nhà nó ăn nó mấy ba bốn con, năm con. Một đội viên ăn không sạch. Ngoan đi, gà đấy. Gà kia là 20-30 mua. Nhưng mà mình ăn đường mỡ là ăn ngon nhất, vẫn là ngon, ừ. Cấp. Vẫn là ngon nhất. Ăn được mỡ ngọt, tôi không thời gian ăn được mỡ, ăn ngon lắm, ăn nhiều lắm, chán. Loại này cũng rau nhỉ, với ăn như vậy à? Đấy, rau trồng ngoài hộp xốp ngoài cửa nhà ấy cả nhà, rất sẵn. Chả lại nó ngon. Đấy. Wow. Được nhá cả nhà. Đấy. Wow, mấy xứ đời ta nhà này cả nhà. Wow, đấy khoái. Nè, nên chặn chén đi ông ơi. Nè. Keng cái nhỉ. Đấy. Keng. Lò ở đây. Đây, anh ăn đây. Đây khoai ăn cần ra con thôi trên mạng thôi. Ây da. Bò đây, bò hôm nay còn chơi vào đây cơ. Bò hôm nay chơi đây à? Đây mình nhận review của nhà nhé. Xào với rau cần này, bò xào rau cần hành tây. Đấy, cây nhà nó bờ ao không có sức mà ăn nữa. Ông bà rồng nhiều lắm. Cây rau cần này, à, mai á, dạ. Mai toán ra bà rổ ra vài cái cây còi để cháu cắm vào cây chậu của cháu nhá. Còn đây này, còn hai cây thôi nhỉ, hai gốc thôi nhỉ, hai gốc bé bé đúng không? Thế này mai người đời nhà dỗi ra dỗ hai gốc nhỏ thôi, nhớ chưa? Đúng rồi. Bé bé đấy, hoàn ăn khiếp người. Đấy, ăn em ăn cả cái cả nhà. Hai bà cháu ngồi ăn nghe một cái một thậu bột nhìn dần như bác nhìn mặt nhìn dần như 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 mặt Wow. Gà pha mới chấm với chấm chéo nhá. Đây này, ăn cái miếng nó mỏng mỏng này cả nhà này. Miếng này là miếng gọi là ngu nhất, là cái miếng này nó gần miệng và miếng ba chỉ ở bụng đấy. Ăn vừa ngọt kể cả vịt gà. Cả nhà. Tinh mà không? Ok. Muốn chấm chéo thơm rồi, ra vị. Mong ra lúc chiều ra đây cây hôm nay. Hai tám từng sân bay nó gần chúng tôi phải đi sang nước khác, phải vào nước khác, chặt từ sân bay bay rồi bay rồi, bay rồi. Chứ còn là bay một phát là bay ra không gọi không dừng phép, chưa được bắn hạ. Bay thời chiến của nó được thẳng mà có mấy tiếng, bây giờ nó bay kiểu trong chỉ đạo nó phải qua nước khác để chặt gì. Có nghĩa là vào mời cả nhà nhé, có nghĩa là vào Sài Gòn rồi qua Huế là bắn hạ như mình. Thì công người ta chỉ có ngồi nghe lái thôi, ở dưới người ta chỉ bò xào rau cần tỏi tây nhé cả nhà.
nhưng mà hương vị của này hỏng ở đây quá rồi. Còn đâu anh em mình lợn 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 đấy từng nào biết là giữa tỏ những đủ đấy đây ý mà sao có máy say chân này nhóm thích như này ý này hay ở đây ra hồ chẳng ra hồ chợ bún chẳng ra chợ bún chân ngậm ăn ngon như quả hảo quà đấy, trăm triệu giá uống riêng chứ quà cái này đâu nó cũng uống nhảy rất ý thôi không còn đấy giá nó mày bảy mươi thế thôi còn là anh xin rất nhà mình chụp quà đâu lắm không gặp nhà không phải ba năm nay rồi nhỉ ba hai ba dưới đâu đâu ở đâu đâu từ đấy từ đâu ở đâu đâu cũng phải hai năm nhỉ mời cả nhà nha nồi đồ đây quà này này quà đây âm cúc thằng lừa đâu thì chín đâu thì bữa cho ăn thì vừa ba con ăn được chứ cái đường chéo nó nên con có thể thấy đang cưa chứ chắc đã hết rồi nó mới mỏi rồi cái gì mà đường cửa cái này ăn cái này là cho con nước thôi như bác cháu mình làm video ấy nhưng người ta làm video quảng cáo thì nó chân nó quậy quậy đừng bắt trước đấy phải đại gia cho nhiều người ăn chay mà đấy bỏ đi ăn chay nhiều này cứ cái gì quản wow. Xứng đợi giá điện này. Mà này lúc mà sang sắp thì mình kiếm cái quản cái quản chiều nay thấy quản chiều chiều nay thấy quản đuổi mãi được con này nó rút hết vừa ra sang chỗ kia đuổi 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 con gà khổ quá gì đây nhìn nhìn mấy cháu đuổi con gà nhục quá khi bán được đó mà hết hết ra con gà cổ vũ hết ra cổ vũ mà con gà sao chạy qua bay con đầu lên hơn rồi xích nhà lúc ấy mày có nuôi một số con khoa cho nó được không phải nào còn ba con vẫn mới đấy cho một gan vào vơi đấy cái chỗ này năm gần chục năm rồi đấy rồi chưa có lòng đổi cái ra rồi cứ sạch vào nó cho mày một gan tí nữa xuống thổi vào nhưng mà nó chứ là cho gan cho riêng rồi giải phải nó trắng rồi đấy rồi chưa có lòng bây giờ 500 can rồi đấy, đừng có đùa. Hồi xưa tính toán là 3 can 1 triệu rưỡi, đặt nửa năm nay rồi. 3 can rưỡi đâu? Quá đủ rồi, đã cho 1 can nhưng mà phải giải can nào. Đừng có lấy ruột với cờ mỏ. Không, càng càng thiệt càng càng toàn can mới, các bạn hiện nó cho từ Bắc Giang, Diện Ngô và đưa toàn can chủ nợ. Biết là biết ra là có can. Không, không, bận tâm thức mà biết thế nào nó phải đẹp. Là chó nhà phải đẹp. Chắc sẽ. Ông có nhận không? Cho càng càng 20 lít cho cháu đưa vào đơn giản bác biển cái gì nó mà chuẩn nhưng mà chuẩn đi mà chuẩn nhanh này nhưng mà giá phải giá càng càng trước cho nó mang theo bác là nó lấy mẹ cái càng là cái chí thì thôi đâu mà cái tự coi máu càng bình cái càng này ý là càng để nâu nâu chẳng có thức tọc thức càng dưới là nó sạch thì nó phải nâu mà tính bác là cái gì nó phải hình thức bên ngoài nó đẹp nhưng mà không sao thì về rửa lắm hết cái gì ta cũng tôi rửa cái giúp ngon bẩn đạm nhá ngon ngon còn đẹp tin đẹp tin thế nên thì cái ăn uống ngồi nhà gì thì phải ngon là phải ăn là bốc vác là hai một đũa thêu có thể quằn một quan cả nhà ngon chấm chấm thêm chấm chấm nước ngọt nữa thì bao nhiêu bác còn một chấm chân Không biết được. Mang đi để lên rồi nhồi nhồi áo mười cái này lại phải cất năm tuổi năm nay mình năm không mười mấy rồi có mấy lần những chục có được cứ dẻ mười ăn cầu hai ông hai bà nước lên lấy chồng mới tính công còn hai ông hai bà người ngoại nó đông nó vui mà có cái gì đâu, có cái gì
Chấm với chấm chéo của biển rồi. Mình đây là mình không phải quảng cáo đấy, nên mình biết là cái chấm chéo là mình làm đấy, hai con cháu mình làm. Ngọt lắm rồi nhỉ, nước thịt gà. Gò. Ăn với nó ngọt, nó thơm, nó dai, nó cũng như gà công nghiệp. Thứ lợi đó điểm. Ngon hết cả nhà. Đấy, đang nghe nói nhà mày mà có cả đông cả chân to chứ mà tao chưa được miếng nào đời tay cả. Toàn quay video chân to của tay là chẳng được miếng nào. Chim rồi, tao dám chỉ đâu chân to đấy thôi là chim. Con không dám nhìn mà thích hơn. Mày dám không? Không một trăm là ao đấy, con có cái còn rồi, con còn ta từ đó là không, chứ con gà sống là ao dưới đấy, vâng, con này bay nhiều bay ăn lắm, chưa con nào không bao giờ hỏi chủ kim cũng đã thấy, vẫn còn gà đang xả hết, con nào xếp vẫn về, rồi, cháu đâu, thay nó bay ăn thì cứ hàng ngày đi thằng ở nhà ấy để chúng ta ra, gà nè, gà. Ủa gà này chậm chéo đúng vậy, nhưng mà dân mình chậm quen đó. Không bình thường nước chấm chậm gan được. Cái gan là chậm gan mà nảy ngon thì cái được. Ấy, đấy, kinh nhở, ấy làm view bây giờ đây một người ấy, quan, đấy, quay con gái, mày con gái à? Quan, hai phải rơi cái mũi cao rồi các bạn nhìn thấy phở rơi cao đây. Dơ cao kiểu bọn thanh cạnh cho bọn là đút nguồn các bạn một. Hân là view đẹp hết. Hôm nay có mua về thì ai là người nước trẻ? Mua cái gì? Đấy, thì nhớ thì bỏ ra, thì nhớ nó không ai? Em thấy có biến thì ngủ, còn nhà em về có bao thì ai chứ? Phải này nó mà, bác thì nhớ thì được. Em rồi, chị bỏ ra. Chị nói mồm. Bác thì rượu phê bác chị uống ăn không? Ok, là sẵn ăn thôi, cuối cùng lên rổ chả có cái gì cả. 15 phút là thư xong. Bỏ tay. Thì nhớ cái này, nói thì hay, nói mồ. Ai thì à? Mồ thì có, nhưng ai cái người làm cái điều quan trọng. Đúng rồi. Wow. Thì thế là bất cứ. Ôi thật cơm. Thôi. 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 Mấy chén. Chốt lại cho chú Quang mấy chén cả nhà. Chốt lại cho chú Quang mấy chén là phải cơm. Cho chưa chưa. Hôm nay gái về. Không ăn rượu này ngon ạ. Rượu là xem. Bình xuân kêu rượu gì đắng. Rượu nào. Nhưng mà nó đã ngấm này. Sáng mai nó xảy. Nó đã giống là ngấm đông. Về về thôi. Mấy bạn đang đúng không? Mời mua mấy giờ bán đi. Mua anh em. Nắng nóng đó. Nắng đi. Nắng đi. Nắng đi. Nắng đi. Nắng đi. Làm tết thì được không? Gà hao trên hàng. Em một. Ở dưới em một. Ở dưới từ đất. Từ đây thì có con cá to. Đây. Là to, chẳng có nằm giống người hả chị? Không có người. Nên mai gặp giống này. Chắc là ba ngày rồi. Tôi mong gì rồi? Có mùi ngon, không ăn được. Thằng này ăn quả tim đi. Thấy nghịch vua đi đòn này. Thấy nghịch vua đi đòn là hôm nay là ngồi khuất các khuất của cuộc đời. Cũng có ăn thịt. Tại điểm tay quá. Điểm tay quá, góc khuất của cuộc đời. Chân tay là sắm trỏ rồi. Chứ người điều gì chẳng có ba con to
chấm được chấm dứt đấy cho vào đấy con mè sợ yến hai cần mai là sợ yến cứ sợ yến ra mà câu bắt đầu con mè các bạn mè này bóc dễ cho gì con con lại nhiên cái chuyện khi ở thì có điện còn là năm mấy con đấy con nó tốt hơn để lại thì con đấy mà không đừng bán nó bán nó rẻ quý tiền nếu nó là chuyển lên trên vẫn là vào trên để ăn bán con cá to tướng có mấy chục nghìn cả có hết đầu mà nhưng mà ý là có lẽ là cá này làm trên đến lúc nào mình bắt nhanh gần đi đấy quý của giảm còn nhất này nó cứ ngọt con gà như thịt nó ngọt rồi cái này mình đã chia sẻ này hôm nay buổi tối này bắt nhà ta sẽ ăn lên nên là đây thịt để gọi ông con anh em đến lại ngồi là con gà ta nấu miến này là luộc chấm chẩm chéo là miến nồng nấu nồng mà bò xào này rau cần của bà đấy, bà chuyên trồng rau cần tây cần ta đấy anh em cháu tha hồ ăn bán ăn không khỏe là con cháu ăn thoải mái không có mất tiền mua còn rau cỏ sạch thôi. Tôi video có thời lượng nhé, mình xin kết thúc video nhé.